Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi trở lại với con ác này thì hôm trước mình phá đâu đó khoảng 2.000 tỷ. Mình bán sạch cả cái đội hình này đi rồi thì phải. Và bây giờ thì mình sẽ build một cái đội hình này giống như cái màu áo của mình đang mặc các bạn nhé. 2.000 tỷ, thực ra cái form tiền bây giờ nó rất là rẻ rồi. 2.000 tỷ anh em cày một thời gian khá là ngắn là anh em cũng có thể có được một đội hình kiểu như thế này, một cái tài chính kiểu như thế này. Thì hôm nay tôi sẽ vụt cho anh em một đội hình căng tay một chút với tầm tài chính này đi. 2.000 tỷ với tuyển Đức à? Bác chủ thích fan của Đức hay sao nhỉ? Đức thì ở đây có Wiss, có Tony, có Gnabry, có Rudiger. Nói chung là có 4 con. Nhưng mà nhìn nó cứ bé bé nhỉ anh em nhỉ? Con nào to thì giữ lại chứ còn bé quá thì vứt đi anh em nhé. Như kiểu Rudiger này thì anh em phải vụt lên tầm cộng 6, nhưng mua cộng 5 thì đá nó phèn lắm. Gnabry này cũng nhỏ nhỉ? 111 chắc là để giữ bị, giữ bẹo thôi. Loi ơi là chắc là bắt được à? Đấy, anh em có thể lên đồ lại đi. Rồi cái lên đồ lại của Germany cho anh em nhé. Rồi tôi xem qua với những nhân sự của tuyển Đức trong cái form tiền 2.000 tỷ này nè. 2.000 tỷ để là đầu tàu. Liệu Thomas Muller là đầu tàu nổi không nhở? Marco Roy cũng chiến phết này. Marco Roy cầu thủ mình tương đối thích ấy. Thằng này đá cánh thì rất là ngon luôn, 244 tỷ. Roy một cánh nó đẹp rồi. Tôi định lấy con Muller này là hậu công này anh em ạ. Muller của mùa DC này. CF nhá, đá CF nhá. Đá tuyển Đức này sẽ đá 4-2-2-1-1 đi. Cho Muller vào đây là đẹp. Ở hàng công xem con nào cộng 8 không? Phải là một con tiền đạo led anh em nhá. Gnabry hay là Boroski là đầu tàu nhở? À Timo Werner đây rồi. Phải là Timo đấy, phải là con Timo Werner đấy. 400 tỷ thực sự là quá rẻ với Timo Werner, phải bú ngay con hàng này. Tôi thử cân quả đội hình cân lương dần dần luôn đi anh em ạ. Rồi cân lương cho anh em nhìn cái hệ thống này nhá. Ok. Rồi, ngó qua là đây Timo Werner này. Timo Werner này cộng 8 là ngon rồi, chạy như cái máy. Muller 2.55. Con này là ngon nhá anh em nhá, ghét Muller tôi không thích lắm. Bên này là có Roy này, Marco Roy. Thực ra nhân sự của bác chủ đang có cũng có mấy con. Chả qua là có muốn tận dụng hay không này. Con Gwis, con này liệu có tận dụng không nhỉ? Con này 113, giá tầm khoảng 60 à. Con này nhìn cũng hơi chậm nhỉ anh em nhỉ, có 112 chạy rồi à. Nhìn hơi yếu nhỉ. Tiền vệ, ngó thêm một hai em tiền vệ nữa à. Tiền vệ có Tony rồi, thực ra nếu mà nó chưa có Tony thì tôi sẽ mua con Tony khác đấy. Nhưng mà nó có rồi mới dở hơi à. Tony CC à, lại lâng lên à. Lâng lên tí nhỉ, bán mẹ ăn cũ đi cũng được. Trung vệ ăn từ từ, ngó qua trung vệ nào. Trung vệ hiện tại mình đang có Rudiger rồi, nhưng mà Rudiger nhìn bé quá nhỉ. Hay là lâng con Rudiger mùa này không nhỉ? Jonathan ta đâu nhỉ anh em nhỉ? Sao ta đéo thấy ở đây nhỉ? Ta bao tiền nhỉ? Nói chung mùa test đang mới khó mua đấy. Anton này, Notterback khó mua nhỉ? Mùa 24 test mới khó mua đấy. Khả năng là em Suler này đi nhỉ? Em Suler mùa này có siêu cản phá luôn mà, 116 đá được đấy. Tầm này nhá anh em nhá. Là một con Suler đã cặp cùng với Rudiger nhá. Tôi bán con Rudiger đi vậy. Hiện tại đang có con Rudiger 22U này. Nhìn xấu nhỉ. Trường Giang fan Sơn Tùng đã rescan 10.000 đồng. Tôi nghĩ là phải lâng con Rudiger này, nó chiến lên một tí đấy các bạn. Con Rudiger này làm thủ lĩnh nó chưa hay đâu nhá. Phải bay màu con này đi này. Con này bán min chắc là anh em vẫn mua. Boateng à, Boateng 8 à. Lâu cũng đá Boateng, thật ra Boateng đã khá là rát đấy nhá. À Boateng 100 tỷ cộng 8 này. Con này cũng ok nhá, Boateng cũng là một chiến tướng ấy. Thôi lấy một con Rudiger đã này. Rudiger đấy anh em lấy 23U. Còn đấy bây giờ giá rẻ rồi, có tầm khoảng gần 400 này, mua là quá ok rồi. Rudiger với Suner hoặc Rudiger với Boateng cũng được. Lâu lâu tôi chưa đá Boateng, khuyên làm con Boateng 8 được ấy nhá, giá nó êm mà. Nhá, 100 tỷ mà anh em con hàng nhìn cũng rất ra dáng. Con này ngày xưa cũng là thuộc dạng quốc dân với mùa VTA đấy nhá. 500 thì hiện tại là chắc là Tony tôi tận dụng luôn mùa 22U vậy. Nhưng bây giờ lại đổi Tony nữa thì tốn tiền đấy. Thôi Tony vẫn giữ lại nhá, mua một con to tuyến giữa nữa, một con chạy cánh nữa là đẹp. Một con tiền vệ tuyến giữa đi. Tầm này thì có thể lấy một con Bastian hoặc là con ma thú này. Ma thú chơi là đẹp rồi, ma thú mua này đi nhá. Ma thú đi để trở về đá cặp cùng với Tony vậy. 270 tỷ. Ba lắc tính ra mấy cái mùa này nó ảo quá, anh em mình cũng không nên dí làm gì cả. Đây nhá, Tony chắc là anh em mình giữ lại thôi. Bây giờ mua Tony nữa thì đây Tony mùa này đi, 22U. Và là con ma thú nữa. Ma thú của mùa RTL là đủ dùng rồi. Trung vệ Boateng nhá. Boateng FA8 đá cặp cùng với là Rudiger đi. Cũng mê đấy chứ, tính ra cái sườn này khá đẹp này. Ở đây có Neuer à? Neuer có mùa gì đây? Có mùa EBS6 tôi lấy luôn nhá. Bỏ Boateng, tôi thử đá Boateng này nào, lâu chưa đá con Boateng này. Ngoài ra ở dự bị bác chủ chắc là có hai con Gnabry với Wiss này dự bị thôi nhỉ? Hai con này cho dự bị nhá. Thì nếu như mà
chạy cánh chuẩn ấy thì anh em có thể làm một con Julia Brand này là đẹp. Con Brand này 250, nó là vua tầm tiền đấy. Cứ đặt 220 thôi, từ từ nhá. Thiếu Muziana, Muziana không biết cho nó vào đâu mà Muziana nó đắt anh em ạ. Nó toàn giá ảo khó mua ấy, 300 này còn khó mua này. Toti 500 ấy, tập tiền này tôi nghĩ là Muziana hơi khó trôi anh em ạ. Tôi kiếm một hai con chạy cánh nào, tốc trên 110 nào. Làm có tí Philip Lam thôi anh em nhở, lâu lắm mà chưa đá Lam hoặc là Kimmich. Kimmich lấy cộng lấy tầm cộng 7 nhỉ anh em ạ. Tầm này cộng 8 sợ lực nó hơi đuối anh em ạ, đéo chơi 8 được ấy. Raum này, thằng Raum này đá bên trái được ấy nhở, lương 22 được ấy, anh em nhở. Tôi làm con Raum 6 đi anh em ạ, Raum 613 là đủ chơi rồi. Raum ở đây nhá. Đây. Cộng 6, chỉ số cũng khá ngon, 112 là đủ rồi. 23 lương cả, thế tính ra lương vẫn nhiều nhở. Lương 23 thì thoải mái đấy. Hay lấy Kimmich nhở. Kimmich là đủ dùng rồi, Kimmich 7, Kimmich hoặc Philip Lam mà đẹp rồi. Chỉ cần thế thôi anh ạ. Lấy Kimmich nhá, Kimmich đá hậu vệ phải nghe đẹp đấy. Batman nó hình như ảo con mẹ giá rồi sao anh em, đéo mua được. Giấu tên, con Kimmich mùa này đi anh em ơi, 41 tỷ. Sao? Livestream vui vẻ. Dư 2 lương để sau này anh em có thể thay đổi nhá. Đời này là vua luôn đấy, vua tầm tiền luôn đấy. Dư 2 lương để sau này anh em làm gì thì làm. Được chưa ạ? Vẫn rất thoải mái nhá. Giảm thằng Boateng này tính ra cảnh em mình khỏe điên luôn. Thế thôi, theo đội hình tuyển Đức này là vua chúa tầm tiền rồi anh em ạ. Nhá, còn 16 tỷ để mặc cả đi. Shop thẻ 365.com, web bán thẻ chiết khấu cao lên tới 7%. Anh em còn có thể đổi cả thẻ cao sang tiền mặt một cách an toàn và uy tín nhất. Link chi tiết dưới phần mô tả. Rồi, sau đúng một ngày trở lại thôi, tất cả những con người của tuyển Đức mà mình muốn mang về đã về vô cùng đầy đủ rồi. Ba cầu thủ hỗ trợ dạy cho Timo Werner tràng công đều sở hữu 255 với Müller, Marco Reus và Julian Brandt đều có 255 và chạy cực kỳ chiến. Và Timo Werner với vị trí đầu tàu này thì mình cũng không có cái gì để chê cả. Nếu như được búp trong một hệ thống full 8 từ 6 cầu thủ trở lên, Timo Werner chạy 134, tăng tốc 136, dứt điểm 133, lực sút 134, thì thực sự đây là một trong những tiền đạo dễ chơi và đáng sử dụng nhất của tuyển Đức. Julian Brandt chạy cũng đâu đó sẽ khoảng tầm 127, Marco Reus chạy đâu đó khoảng 127-128 và Thomas Müller cũng là một trong những cầu thủ di chuyển cực kỳ hay trong vòng cấm. Hai con hàng tiền vệ cũng đều sở hữu cho mình 255 với Ma Thú và Toni Kroos. Đều có những pha lã lại bắc từ xa cực kỳ cháy. Và những pha FD thì gần như anh em FD là ăn mừng được. Cặp trung vệ với Gerard Boateng cùng với Rudiger đều sở hữu cho mình một thể hình đẹp và tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Bên phải là Kimmich và bên trái là Raum. Vị trí gác đền với Manuel Neuer thì không có cái gì phải lấn cấn cả. Một hệ thống của tuyển Đức rất đẹp trong form tiền này, 2.000 tỷ. Và ở vị trí dự bị chúng ta có Gravy BTB6 và Wist của mùa EU24. Con Schuller 23U này. Nói chung là có thêm người là anh em thay đổi là ổn rồi. Bây giờ thì thể lực cầu thủ cũng xuống rất là nhanh. Anh em nên có đâu đó khoảng 3-4 con hàng dự bị để luân phiên thay đổi trong những thời điểm ở hiệp 2 các bạn nhé. Rồi, thế thôi anh em ơi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với sức mạnh của tuyển Đức này nha. Rồi, đã thôi anh em ơi, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của siêu đội hình tuyển Đức này. 2.000 tỷ, nó đẹp điên luôn mà. Trời ơi, chuyển sâu điên. Timo Werner. Hay quá nhờ, Timo Werner. Một bàn dứt điểm cực kỳ nhẹ của Brand. Và đó là bàn thắng mở điểm. Ủa ơi, Fernando Torres. Chuyển chưa? Ủa, chuyển rồi kìa. Ủa, hú hồn nha. Tí chết với Kenny Dennis. Timo Werner. Thomas Müller. Cái gì đây? Ôi, quả này còn xịt được kìa. Nguy hiểm quá nhở. Dô câu. Hết lực chưa câu ơi. À, của Kenny. Căng thế nhở. Hơn một bàn chống ao anh em ạ. Bàn thắng ngủ. Hiểu là cái tính chất của nó là gì rồi. Thomas Müller. Đó. 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 Một bàn thắng vô cùng may mắn của Marco Reus. Trận đấu đầu tiên thật sự đang khó khăn với cỗ xe tăng Đức.
Ma thú em đây. Vai trưởng ạ. Ủa mình thế nhở, quái tí đi nha. Hay quá nhở. Timo Werner, Timo Werner vỡ đầu phải chưa? Cái gì vậy, xuống đúng một cọc lẩy ra luôn mà. Rồi Thomas Müller. Mã thú. Đỡ được quả này. Đỡ hộ cái đi. Bộ pha sức điểm cực kỳ căng của huyền thoại Nutamatus. Marco Roy. Timo Werner. Tony. Cái tay dài đấy, thủ môn cái tay dài điên. Hai. Thomas Müller. Müller. Sức mạnh ấy nhở. Với Thomas. Julian Brandt. Ma thú. Cứa của bóng gọn nhờ. Ma thú dứt điểm hay điên luôn ạ. Và đó là 2-0 dành cho Germany. Tony. Vỡ đầu mày chưa? Trời ơi mạnh thế. Julian Brandt. Timo Werner. Ma thú. Hay quá nhở. Mày đỡ. Ủa, ma thú này sút ghê nhở anh em nhở. Cứ ép đề được là chết. Sợ cái lực của ma thú kìa, lối hiểm thế nhở. Rồi ai đây? Casemiro. Ủa, chà bố mày, quả đấy penalty được. Thằng tài này không biết là ăn học gì không đây. Thủ quả đen cu điên luôn ý. Giữa nha, giữa nha. Thì phải đấy. Lên rời nữa ạ, à, món quà đấy. Timo Werner. Chạy nhanh quá nhở. Julian Brandt. Đây rồi. Marco Roy. Quả này mày thổi thì tao không phạt làn một cái điều gì cả trọng tài ạ. À. Tình đấy, biết tình đấy. Và đây sẽ là bàn thắng của Marco Roy. Quá hiểm hóc. Pha bắt bè này thì sút xin kiểu gì ạ. Đỡ hộ quả này vãi. Đỡ hộ quả này vượt rang cái. Một pha đê chéo góc cực hay. Julian Brandt. Tony. Tony chạy khiếp vậy. Sút khiếp vậy. Tony chạy kìa. Không thể ngờ là Tony ở ngoài đi như rùa bò chạy cực kỳ chậm. Mà trong game chạy như cái máy. Timo Werner. Timo Werner. Timo Werner. Dọn cỗ rồi. Phòng này không muốn ghi bàn một tí nào luôn anh em ạ. Còn định bốc đầu lên anh ạ. Bốc đầu lên cơ. Hay quá nhờ. Timo Werner. Thomas Müller. Xin lỗi anh em. Đó là Thomas Müller. Bộ pha FD không thể đỡ nổi. 5-0 dành cho Germany. Mày bắt được quả này. Vai trưởng bạn. Đúng ngâm chữ A luôn. Mày lì vừa thôi. Bì vừa thôi. Quả đấy mê nhờ, quả đấy cũng hơi rùa nữa anh em ạ. Ui, không lỗi luôn à. Nhìn bó tem phòng ngự này anh em, nhìn bó tem phòng ngự này. Nhìn mê chưa? Đéo cản nổi luôn mà. Bó tem.
Mày đỡ, mày đỡ. Vai trưởng vẫn đỡ được à? Mày đỡ được quả bóng này nữa. Sao đen thế nhở? Bướng nhở? Ông này có trong cái đội diễn viên không vậy? Đang phải làm xuất phong, làm cái xuất cơm đầy đầy thông minh luôn đấy, đủ luôn đấy. Thôi mà Muno. Hay nhờ. Nhìn cơ mua của Erner nó nhảy múa trong vòng cấm mà mê liền. Con mẹ thằng Muller nó khỏe thế nhỉ, đấm nó bay người mà nó vẫn đánh đầu được, nó tạt được kìa. Khó nhỉ. Timo Werner chạy cực kỳ thanh thoát và bàn thắng thứ tư đến là điều dĩ nhiên với Germany.